Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Thưa quý vị, khi mà chúng ta quá bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian dành cho việc đi chợ mỗi ngày, thì tủ lạnh đóng một vai trò rất quan trọng. Tủ lạnh sẽ giúp gia đình chúng ta bảo quản các thực phẩm như thịt, rau củ quả một cách tốt hơn, mà không cần tốn nhiều lần đi chợ như trước đây. Và ngày hôm nay thì Bích Phượng sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc tủ lạnh, đó chính là tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít với mã sản phẩm là NRBV280QSVN. Và đây chính là một trong những dòng tủ lạnh được các bạn hội chợ đánh giá là tốt nhất trên thị trường hiện nay. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NRBV280QSVN mang gam màu xám trung tính thanh lịch. Bên cạnh đó, thiết kế ngăn đá bên dưới của tủ không chỉ mang lại vẻ đẹp mới mẻ, sang trọng cho không gian nội thất mà còn mang lại sự tiện lợi giúp người sử dụng có thể dễ dàng lấy thực phẩm ở ngăn mát mà không phải khom cúi nhiều lần. Với gia đình có từ 2 đến 3 thành viên đang có nhu cầu chọn mua tủ lạnh, bạn có thể cân nhắc lựa chọn chiếc tủ lạnh Panasonic 255 lít này. Thưa quý vị, được trang bị công nghệ inverter nên chiếc tủ lạnh Panasonic này sẽ giúp tiết kiệm điện hiệu quả trong quá trình vận hành nhưng không làm mất đi khả năng hoạt động êm ái và giúp duy trì độ lạnh ổn định. Ngăn đông mềm thế hệ mới Primer Fresh cộng với mức nhiệt độ ở âm 3 độ C giúp thực phẩm tươi sống được làm đông nhanh hơn và tươi mới lên đến 7 ngày mà không bị đông đá. Nhờ vậy, thực phẩm giữ được các chất dinh dưỡng, độ thơm ngon, đồng thời bạn không cần phải tốn nhiều thời gian để giã đông trước khi chế biến. Với cảm biến EcoNavi, tủ lạnh còn góp phần mang lại khả năng tiết kiệm điện hiệu quả hơn nhờ vào khả năng nhận biết thói quen, nhiệt độ trong và bên ngoài môi trường. Cảm biến này bao gồm cảm biến mở cửa, nhận biết được tần suất đóng mở tủ và tự bù lại lượng nhiệt hao hụt giúp tiết kiệm tốt năng lượng. Cảm biến nhiệt độ bên trong, kiểm tra và duy trì nhiệt độ bên trong tủ sao cho luôn ở mức ổn định. Cảm biến nhiệt độ bên ngoài, khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi, tủ lạnh sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ bên trong sao cho phù hợp. Là một công nghệ độc quyền đến từ Panasonic, công nghệ Panorama là một công nghệ làm lạnh đa chiều, có thể mang hơi lạnh đến mọi ngóc ngách của tủ lạnh hai cửa này. Nhờ vậy mà thực phẩm sẽ luôn nhận được đầy đủ hơi lạnh thích hợp và đảm bảo cho thực phẩm luôn được tươi ngon hơn. Nhờ trang bị công nghệ AG Clean với các tinh thể bạc AG cộng có chức năng kháng khuẩn khử mùi, giờ đây bạn sẽ không còn bị ám ảnh bởi mùi hôi khó chịu tỏa ra từ thực phẩm, đặc biệt là những sản phẩm tươi sống vào mỗi lần mở tủ. Hệ thống đèn LED nhỏ gọn tinh tế tiết kiệm điện năng của tủ lạnh hoạt động hiệu quả hơn so với hệ thống chiếu sáng thông thường. Được bố trí ở trên và bên hông tủ, hệ thống đèn chiếu sáng rực mọi ngóc ngách tủ lạnh để bạn có thể nhìn thấy thực phẩm một cách dễ dàng. Nhìn chung thì chiếc tủ lạnh này bên cạnh thiết kế nổi bật, mới lạ thì nó còn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến hỗ trợ tốt cho bạn trong quá trình sử dụng như là inverter tiết kiệm điện, ngăn cấp đông mềm tiện lợi, kháng khuẩn, khử mùi tinh thể bạc. Với các tính năng hấp dẫn cùng dung tích 255 lít, sản phẩm này sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho gia đình từ 2 cho tới 3 thành viên. Chiếc tủ lạnh Panasonic này sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình của bạn, không chỉ với mục tiêu là tiết kiệm điện, mang lại hiệu quả sử dụng tối ưu cho người dùng, mà chiếc tủ lạnh này còn mang lại nhiều tiện ích tuyệt vời khác mà khó có chiếc tủ lạnh nào có thể làm được. Và để sở hữu sản phẩm này thì bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là 10 triệu 990 ngàn đồng, trong đó số gốc là 11 triệu 440 ngàn đồng. Sản phẩm được bảo hành trong thời gian lên tới 24 tháng và bảo hành máy nén lên đến 12 năm. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn khi mua các sản phẩm khác tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Hãy đến ngay các siêu thị điện máy MediaMart gần nhất để tham khảo sản phẩm và đặt mua nhé! Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Nếu như quý vị còn bất cứ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin vui lòng truy cập vào website mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com. Quý vị cũng có thể gọi điện tới số hotline của chương trình 1900 6788 để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.